công cuộc săn đầu người còn rất kịch tính, huấn luyện viên Kim Sang-sik đừng bỏ phí nhân tài. Không phải Nguyễn Philip hay Đặng Văn Lâm, Patrick Lê Giang mới là thủ môn có phong độ tốt nhất V-League hiện nay. Trong khi đó, ở câu lạc bộ Bình Định, trung vệ Đình Trọng chỉ huy hàng thủ đội này, giúp Bình Định leo lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng. Đình Trọng đang hồi sinh. Việc Bình Định vẫn còn cơ hội tranh ngôi vô địch V-League 2023-2024 là bất ngờ rất lớn. Đội bóng đất võ có 43 điểm, kém đội đầu bảng Nam Định 4 điểm, trong khi giải còn 2 vòng đấu nữa là kết thúc. Có thể Bình Định khó đuổi kịp đội bóng Thành Nam trong những ngày tới đây. Nhưng việc Bình Định đeo bám ngôi đầu bảng cho đến tận thời điểm này đã là nỗ lực tột bậc của đoàn quân trong tay huấn luyện viên Bùi Đoàn Quang Huy. Trong nỗ lực đeo bám của đội Bình Định, vai trò của hàng thủ đội bóng đất võ rất lớn. Tính đến sau vòng 24, Bình Định để thủng lưới 26 bàn, là một trong ba đội để thủng lưới ít nhất V-League mùa giải hiện nay, hai đội kia là câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh và Viettel. Số bàn để thủng lưới của Bình Định thấp hơn nhiều so với số bàn để thủng lưới của đội đầu bảng Nam Định, 36 bàn thua. Người góp công rất lớn giúp hàng thủ đội Bình Định vững chắc. Giúp toàn đội Bình Định leo cao đến vậy trên bảng xếp hạng là trung vệ Trần Đình Trọng. Trung vệ này gần như đã lấy lại hình ảnh quen thuộc của mình khi anh thi đấu cực hay tại giải U23 châu Á năm 2017 và AFF Cup 2018. Đình Trọng chơi tốt góp phần giúp câu lạc bộ Bình Định bay cao ở tình trạng thể lực tốt nhất. Đình Trọng vẫn là trung vệ dẫn đầu bóng đá Việt Nam ở khả năng đọc tình huống và kỹ thuật thu hồi bóng. Nhờ khả năng đọc tình huống tốt, phán đoán trước đối thủ một nhịp, nên những pha can thiệp của Đình Trọng thoạt nhìn rất đơn giản và nhẹ nhàng, nhưng kỳ thực không phải hậu vệ nào cũng làm được. Khả năng bọc lót cho các đồng đội cũng là điểm mạnh khác của Trần Đình Trọng, giúp anh luôn xuất hiện kịp thời khi có đồng đội bị vượt qua. Vì thế, Đình Trọng xứng đáng được trao cơ hội ở đội tuyển Việt Nam trong những đợt tập trung tới đây. Những ưu điểm vừa nêu của Đình Trọng sẽ là sự bổ sung cần thiết cho sức mạnh cơ bắp của các trung vệ chơi thiên sức mạnh như Đức Chiến, Thanh Bình, Duy Mạnh. Patrick Lê Giang khát khao được cống hiến cũng dẫn đầu về sự chắc chắn của hàng thủ, cũng để thủng lưới ít nhất V-League 2023-2024 giống Bình Định là câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Thậm chí, việc câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh mới chỉ thủng lưới 26 bàn ở mùa giải năm nay còn gây ngạc nhiên hơn nữa khi nhìn vào những cái tên ở hàng thủ mà đội bóng của huấn luyện viên Phùng Thanh Phương đang có. Khác với các đội có cùng 26 bàn để thủng lưới gồm Viettel và Bình Định, hàng hậu vệ của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh không có ngôi sao nào. Thể công Viettel sở hữu Bùi Tiến Dũng, Thanh Bình, Đức Chiến, Phan Tuấn Tài là những hậu vệ tuyển thủ quốc gia. Bình Định có Đình Trọng, Adriano Smith là những cựu tuyển thủ quốc gia, thêm thủ môn Đặng Văn Lâm đang khoác áo đội tuyển. Trái lại, toàn bộ hệ thống phòng ngự của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh gồm những cầu thủ khá vô danh. Thế nhưng, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh vẫn bảo vệ khung thành rất tốt nhờ sự xuất sắc của thủ môn Patrick Lê Giang. Hầu như trận đấu nào từ cuối V-League 2023 đến thời điểm này của V-League 2023-2024, Patrick Lê Giang cũng có những pha cứu thua ngoạn mục cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Patrick Lê Giang có mùa giải đáng nhớ trong màu áo câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh so với Đặng Văn Lâm. Patrick Lê Giang toàn diện hơn, nhờ anh bắt bóng bổng và chơi bóng bằng chân tốt hơn. Còn so với Nguyễn Philip, thủ môn của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh có phong độ ổn định hơn. Thể hình của Patrick Lê Giang cũng rất lý tưởng, cao 1,89m, đủ để khiến các cầu thủ tấn công của đối thủ e dè khi phải đối mặt với anh. Bất lợi cho Patrick Lê Giang ở chỗ đến thời điểm này anh vẫn chưa hoàn tất việc nhập tịch Việt Nam. Tuy nhiên, từ nay đến AFF Cup 2024, từ tháng 11, và vòng loại ASEAN Cup 2027, từ tháng 3 năm 2025, vẫn còn nhiều thời gian, mọi việc vẫn còn có thể thay đổi. Nếu Patrick Lê Giang kịp nhập quốc tịch trước các giải quốc tế nói trên, anh xứng đáng cạnh tranh suất chính thức trong khung thành của đội tuyển quốc gia với hai đồng nghiệp nổi tiếng Nguyễn Philip và Đặng Văn Lâm.